Trên tay em đang là con 13 Pro Max máy zin nguyên bản chưa qua thay thế sửa chữa gì nhưng em sẽ thanh lý giá cực kỳ rẻ nhá. Thực lý do em thanh lý rẻ ấy, là do cái cam X3 chân dung là nó có một cái vết đốm cực kỳ mờ. Anh em chuyển sang chế độ ảnh ấy, thì cam X1, X3 thì vẫn bình thường nhá, không xuất hiện cái đốm cam gì cả. Chuyển sang cái chế độ chân dung thì chỉ có X3 bị thôi, còn X1 là không bị nhá. Nhiều người không dùng đến cái phần này mà không để ý thì cũng không biết đâu. Đây em khoanh lại cho anh em nhìn rõ hơn nhá. Đấy, còn cái con máy này này, 13 Pro Max vàng 128 GB. Đây, vào phần cài đặt cho anh em xem nhé. Đây, 13 Pro Max bản VN luôn nhá, 128 GB này. Dung lượng pin của nó ấy. Đây cho anh em xem. Dung lượng pin là còn 88% nhá, vẫn đang cực kỳ ok nhá. Máy thì là máy zin nguyên bản chưa qua thay thế sửa chữa gì cả. Em sẽ bóc ra để cho anh em xem bên trong nhá. Đây nhá, vẫn 13 Pro Max VN nhá. Đây là bên trong của em nó này. Đấy, vẫn còn nguyên tem hoàng kiên nhá. Đấy, anh em có thể xem kỹ hơn em sẽ không nói chi tiết cụ thể một con máy zin là như thế nào nhưng vẫn còn tem hoàng kiên ở bên trong thì anh em cũng cực kỳ an tâm đấy còn riêng về cái màn của 13 pro max ấy, thì tỷ lệ lỗi xanh màn rất là nhiều nên là em sẽ nói kỹ cái phần này cho anh em xem là anh em nhìn dưới những cái con chip hay ic ở dưới cái màn hình này nó không có dấu hiệu gì bất thường hàn hiếp gì cả cực kỳ đẹp và đều Đấy, còn bên trên vẫn nguyên các lớp xốp đệm này nhá. Đấy thì đây là bên trong của cái con 13 Pro Max vàng 128 GB, chỉ có đốm cam một chút thôi và em đang thanh lý giá cực kỳ rẻ. À đây còn về hình thức ấy thì hình thức nó có những cái chấm li ti thôi, cực kỳ nhỏ thôi. Còn nhìn tổng quan một con máy ấy, thì nó vẫn rất là đẹp nhá. Không hề xước sát mạnh hay là cấn móp gì ở đâu cả. Và những cái vết li ti này thì do dùng ốp lông ngày mà không vệ sinh thường xuyên ấy thì nó sẽ xuất hiện những cái vết li ti đấy thôi. Còn về tổng thể tổng quan của một con máy này nó là máy zin nguyên bản, hình thức khá là ok, không xước sát cấn móp mạnh nhá. Anh em quan tâm có thể để lại comment ở phía dưới cho em. À đây còn về màn hình nữa, màn hình cũng không hề xước không hề có vết xước gì đâu nhá màn hình khá là ok khá là đẹp nhá đấy anh em quan tâm thì để lại comment ở phía dưới để em tư vấn cụ thể hơn nhá